Mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với video mới nhất của kênh LTK Bonsai. Chào mừng quý cô chú anh chị mình trở lại với nhà vườn của em Quốc Khánh, địa chỉ ở xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Thì hôm nay gửi đến quý cô chú anh chị mình một clip mới ha, giao lưu một số phôi cây kiểng bonsai nha. Số điện thoại liên lạc Quốc Khánh thì kênh ghi trên tiêu đề ha, quý cô chú anh chị gọi điện trực tiếp để được hỗ trợ mua hàng sớm nhất nha. Rồi chào Khánh này. Chào cô chú đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay nhà vườn con về có một số như là me, sâm núi, trái và vài cây lộc vườn ạ. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú ạ. Qua số điện thoại con là 0 07 86 87 85 73, cũng là số Zalo con ạ. Và bắt đầu con vào cây số 1 ạ. Dạ, me chua. Mã số 1 con lên me chua. Chiều cao là cây 43. Hoành là 28 ạ. Cây giao lưu là giá 850 ạ. Bao sống bao ship nha. Dạ, bao sống bao ship. Chiều cao là 40 ạ, mã số 2 ạ. Gũ 26 ạ. Cái giao lưu giá là 1 triệu ạ. Co quái đẹp ạ. Mã số 3 cũng mai chua ạ. Cò quái lắc lượng. Chiều cao là 50 ạ. Bình thăng là 30 ạ. Cây này giao lưu giá là 1 triệu mốt ạ. Dạ còn hai khác. Bầu đây cũng có là để đắt đây là cô chú cứ yên tâm về. Số C4 ạ. Chiều cao 46 ạ. Quỳnh Thăng 20 ạ. Cây này giao lưu giá là 900k. Cây C5 ạ. Chiều cao là 31 ạ. Hoành đo, hoành đo được 17 ạ. Cây này giao lưu giá là 550k. Cây C6 cũ đặc. Hoành đo được 26 ạ. Chiều cao 42 ạ. Cây giao lưu giá là 800k. Dính không được chứ. Cây cũ lắm cô chú. Quái co đập. Cây cô chú về có thể khui xuống được nữa nha. Mã C7 ạ. Chiều cao 42 ạ. Trên đi. Trên là đo 31 ạ.
thằng. Cây giao lưu lá 1 triệu 2 ạ. Đường cũ bự hai. Chiều cao 40 ạ, cây C8 ạ. Quạnh đo được là 23. Cũ rất là cũ quái, coi đặc chính. Cây này giao lưu là giá 600k. C9 ạ. Chiều cao là 37 ạ. Đồ hoành cũ. Cũ 35 ạ. Cây này giao lưu lá 1 triệu 2 ạ. Co đặc gắt không cô chú. Quá quái. Mã C10 ạ. Co hăng lắc lượng. Cũ. Chiều dài là 46. Hoành đo được là 24. Cây giao lưu giá 600k. C11 ạ. Nghe chua quái khăn lắc lượng. Cò cũ. Chiều cao 42. Quỳnh cũ lên thôi. Quỳnh cũ quá. Tay ôm chú. Đò không được. To cũ này bự ấy. Gì? 41. Cây này cũng giao lưu giá 700k. À cũ. C12. Chiều cao 42 ạ. Đồ bỏ đó. Quỳnh đến đâu quỳnh cũ chứ luôn đi. Quỳnh cũ là 43. Kinh giao lưu giá 800k. Cò hàng lắc lượng của chú. C13. Cò quái quá cũ ghê hồn. Chiều cao là 37. Đồ quanh cũ. Cho nguyên cũ đặt này luôn đi. Trên tay cũ này ấy nè, nó dính không? Đồ trên đây ha. Cũ không dính quá. 45. Kèn giao lưu giá 900k. C14 ạ. Me chua thằng quá quái. Chiều cao 41. Củ 39 ạ. Cây giao lưu là 800k. C14. C15 ạ. Nghe chùa hàng quá lắc. Chiều cao là 38 ạ. Hoành cũ 31 ạ. Cây này cũng giao lưu lá 800k. C16 ạ. Chiều cao là 32 ạ. Cũ 38. Cây này giao lưu đã 900k. Cô hàng lắc lượng của chú.
C17 à. Chiều cao 43. Bốn mươi lăm à. Kỳ giao lưu đó cô chú là 800 kè. C18 à. Chiều cao 27 à. Cái cũ con đo được 50 ạ. Cái này con giao lưu là giá 900k. Cô chú về cứ yên tâm nha, con đã sắn đắt về cô chú bao mạnh cho cô chú luôn nha. C19 ạ. Cò hàng quái lắc lượng mì chua. Chiều cao đo được là 42 ạ. Quỳnh cũ 31 ạ. Cái này giao lưu giá 700k. C20 ạ. Cò quái dính. Chiều cao 38 ạ. Cò dính một chú. Thăng được 14, 13. Kinh này giao lưu giá 500k. C21 ạ. Chiều cao 40 ạ. Cũ ra được 39 ạ. Cái này giao cô chú là giá 900k. C22 ạ. Thằng lắc lượng. Chiều cao 46 ạ. Quỳnh cũ 33. Chúng tôi hăng. Hăng 19 ạ. Kèn vô giá 800k. C23. Bốn mươi lăm ạ. Chiều cao thôi mình cũng 31 ạ. C23 những giao lưu giá 600k. C24 cò cũ lắm cô chú, quá này cũ. Chiều cao là 48 ạ. Con thằng này. Này cũ 47 ạ. Cái này cô chú về chú vuốt xuống còn nâng cao được nha cô chú. Cũ còn đặc lắm. Cây C24 này giao ra giá là 1,3 triệu. C25 ạ. Chiều cao là 40 ạ. Quỳnh cũ 29 ạ. K
Cây này giao lưu đó giá của chú là 700k. C26 à. Cò quay mèo quái hằng dính lắc lượng. Chiều cao là 45 ạ. À. Hằng trên đi. Hằng trên được 23. Cò hằng quái lắc lượng. Cây C26 này giao lưu cô chú là 700k. C27 ạ. Hằng quái quá quái. C27 chiều cao là 38 ạ. Cũng đo được 40 ạ. Cái nhà này giao lưu giá là 800k. Nhà quái hàng lắc lượng quá cũ. C28 ạ. Chiều cao 46 ạ. Cũ rồi 34 ạ. Giao lưu giá là 1.1 triệu ạ. C29 ạ. Chiều cao đo được là 38 ạ. Cũ đo được 27 ạ. Cái này con giao lưu là giá 550k. C30 ạ. Chiều cao là 47 ạ. Cũ đó là 30 ạ. C30 những giao lưu giá là 400k. Quận phôi xăm núi trái. C31 ạ. Chiều cao 31 ạ. Đo được là 18 ạ. Kỳ này giao lưu cô chú là 400k. Xăm núi trái dán trực C32 ạ. Cũ đặc. Cũ đo được 21 ạ. Chiều cao là 26 ạ. Cây này vô lưu giá 350k. Chim mút lên. Xăm núi trái dán đổ C33. Chiều dài đo được 22 ạ. Quần này 21 tính 20 ạ. Cái này giao lưu giá 400k. Xăm núi trái dán đổ C34 ạ. Dài 26 ạ. Quần đo được 18 ạ. Cái này giao lưu giá 350k. C35 ạ.
Vậy tao được 27 à. Trí trên thân đi. Hoành vị trí trên đây là con đo 13. Cái lô giá 300k. Sâm núi dán trực C3 34 36 chứ. Chiều cao đó được là 29 à. Quanh đó được 19 à. Cái này giao lưu thì giá 450k à. C37 à. Chiều cao là 23. Tại vị trí này to được là 21 à. Này giao lưu giá 450k. C38 à. Chiều cao 27. Tại vị trí này đo được 17. Cái này giao đủ cô chú là 450k. C39 à. Cây sâm núi trái dán trực khăn lắc được. Chiều cao đo được 24 à. Tại vị trí này 16 à. Cái này giao lưu cô chú là 300k. C40 à. Sâm núi trái khăn lắc cô chú. Cò nhiều nha. Khích khích nha. Chiều cao 35. Tại vị trí này coi được là 20 à. Cái này giao lưu cô chú là 550k. C41 à. Sâm núi trái dán đổ. Dài là 23 à. Tại vị trí này đo được là 20 kể 19 đi. Nhưng giao lưu cô chú là 450k. C42 à, sâm núi trái dán trực. Bự quá nó hơi nghiêng. Chiều cao là 29 à. Tại vị trí này cũng đo được là 17. Cây này cũng giao lưu giá 450k. C43. Chiều cao không đo được là 30 ạ. Tại vị trí này cũng đo được là 18 ạ. Cái này giao lưu giá là 450k. C44 à. Vàng đo được 27 à. Tại vị trí này đo được 19 à. Cái này giao lưu cô chú là 300k à. C45 ạ. À.
Sâm núi cháy vẫn giật co gắt. Chiều cao là 23. Tại vị trí này chúng ta được 15 ạ. Cái này giao lúa của chú là 350k. C46 ạ. Sâm núi cháy vẫn giật. Chiều cao không đo được là 25 ạ. Tại vị trí này đo được 18 ạ. Ngàn giao lưu cô chú là 450k. C47 ạ. Cao là 30 ạ. Tại vị trí này đo được là 17 ạ. Cái nạn giao lưu cô chú là 300k. C48 à. Đổ cò quái cô chú. Nên đo được 19 à. Cái nạn giao lưu giá 400k à. C49 à. Sam núi cháy dán đổ. Cò hằng lắc lượng quái của chú. Dài là 22 à. Tại vị trí này đo được là 16 à. Cái này giao lưu giá của chú là 350k. Sam núi cháy dán đổ. C50 à. Chiều dài đo được 33. Tại vị trí này là 18 à. Cái này giao lưu cô chú là 400k. Đây là phôi lọc vườn ạ. Bông đỏ. Dạ, bông đỏ. Cái này hay hăng nha cô chú. C51 ạ. Lọc vườn. Tán đo được 30 ạ. Đo bình thân. Tại vị trí này đo được là 20 ạ. Cái này giao lưu cô chú là 350k. Thọc quần. Hai thằng cô chú. Co lắc lượng chú. 52. Dài là 32 ạ. Tại vị trí này đo được là 26 ạ. Nên giao lưu cô chú là 400k. Lộc vườn dán bay. Dài là 31 ạ. Tại vị trí này con đo được là 29 ạ. 30 kể 29. Này giao lưu giá là 350k. C54. Hai thằng lắc lượng lọc vườn. Vậy đó được là 32 ạ. Tại chí này đo được 28 ạ. Cái này giao lưu giá 400k. Wow. Hết là vựng quay là sâm núi trái ạ. Cây dán đổ ạ. C55 ạ. Dạy đo được là 22 ạ. Tại vị trí này đo 16 ạ.
Cây này giao lưu giá là 250k. C56 à. Dạng đo được là 20 à. Tại vị trí này 18 à. Cây này giao lưu giá 350k. Đấy, dán đổ co. Con yêu chú. Đây. Mã số 57 à. Vậy đo được là 23 à. Tại vị trí này đo được 20 à. Cái này giao lưu cô chú là 350k à. C58 à. Xăm nước cháy dán đổ. Dài 25 à. Tại 19 này 18 à. Cái này giao lưu cô chú là 400k. Cò hằng lắc lượng 3 con cô chú. C59 à. Cao 27 à. Tại vị trí này đo được 17 à. Cây này giao lưu giá là 600k. Cây cũng là cây cuối cùng con à. Sam núi cháy dán đổ à. C60. Dài là 33. Chí này đi. Chí này con đo được 18 à. Cái này con giao lưu giá là 300k. Clip con rất mong được cô và clip con chào cô chú ạ, rất mong được sự ủng hộ của cô chú ạ. Qua số điện thoại con là 0786878573 và cũng là số Zalo con ạ.